Rồi, chào các bạn buổi sáng nhé. Thì hôm nay chuyên lại đi giao máy tarot cho mọi người. Ở đây thì sẽ vận chuyển lên xe. Bắt đầu cầm tarot cứ đi ha. Rồi giờ em đi giao cho khách hàng. Đó, bác nào cần tarot, máy tarot M6 đến M12, M6 đến M16, có cả M3 đến M16 luôn, và M3 đến M24, M3 đến M16 có luôn, và M6 đến M24, M6 đến M32. Bác nào cần thì liên hệ chuyên nhé, qua số điện thoại 0989 821 011. Rồi bắt đầu đi. Địa chỉ em là tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai nhé. Điện thoại đây. Cái điện máy xanh, giáp điện máy xanh lớn ở vòng xoay cổng 11. Anh em cần thì cứ liên hệ qua số trên Zalo. Rồi giờ đi thôi. Rồi bây giờ sắp tới nhà khách, xưởng khách đấy. Sáng nay sẽ bán ra cho khách cái máy tarot M6 đến M24, tarot tự động, tao hàng lớn. M6 đến M24 là rất to nhé. Lúc nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Để chuyên cung cấp một số máy mài mũi khoan, máy mài mũi phay các loại nhé. Máy mài mũi khoan từ 2 cho đến 13, và một dòng từ 12 cho đến dòng từ 12 cho đến 30, và một dòng máy mài dao từ 2 me, 3 me, 4 me, từ 4 cho đến 12, và một dòng 4 cho đến 20 mm, 2 me, 3 me, 4 me nhé. Quan tâm thì cứ liên hệ. Anh em xem được video thì cứ like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh tất cả các video để theo dõi những video trên Facebook lên. Thì anh em có nhu cầu rồi tới xưởng của khách ở đây.
luôn. Đó, bác nào cần liên hệ với anh Tuấn cộng 11 nhé. Xin an tâm. Rồi, chào mấy anh em nhé. CNC của các bác đây. Phải đo cái đường kính cận lỗ đây đúng không? Đây đang bắt bàn chế bàn này, chân bàn. Mình sẽ lắp đặt cho khách luôn, làm sớm luôn. Các bác cùng xem nhé.
Liên hệ với công ty Tuấn Long này. Số điện thoại 37312 342. Đặt hàng rất là nhiều. Máy chéo luôn, đây là một cái máy giới thiệu các bác cái máy nâng đăng máy tiền hàng cũng luôn, máy chọc lên, đây là hàng chọc lên, quá đẹp luôn, kia là chọc mà nâng đăng đấy, công nghệ nâng đăng đấy. Ăn rất là luôn.
Thank you.
công trình chờ đợi của học cái tốc độ quay của nó, nó chấp lập trình của nó, chọn cái chế độ tốc.
chết rồi đi. Đây đúng rồi, khoan người này. Cho anh đi. Máy cũng được, anh ngồi nữa mà. Đâu xin luôn nhá. Ngồi nữa. Nó 10, 9 hết 10 luôn. Thì bắt đầu, cho tôi. Nó lén cái tà lô này thì nó sẽ lén coi xuống dưới. Đó, nào coi như là mò người là xong rồi đó. Rồi, biết sử dụng chưa? Biết rồi. Rồi, biết sử dụng chưa? Không hiểu, con em ra. Nó nào xuống 15, biết được sau. Cái này chỉ cho các anh em coi này, đây coi là đây là cái kia chọn mò từ mò 1 đến mò 36 thì tùy theo mình tà lô. Mà 10 thì chọn mà 10 à, bước vào nó thì mặc định đây là ví dụ như là bước 1.5 hoặc là bước 1.25 mà 10 hoặc là bước 1.1 1 chấm thì đưa đây xong enter nó sẽ chọn bước, còn mà 1.5 thì là nó tiêu chuẩn thì nó đã mặc định auto rồi thì nó sẽ là chuyển sang chế độ auto, để chọn mà nó tự ra chế độ rồi mình chọn thêm chiều sâu cho nó thôi, còn chọn cái chiều sâu 20 đi. Rồi nó sẽ nhấp nhả lên hoặc là nó có thể là nó mồi nó chuyển động thì cứ kiểm tra. Chế độ lên xuống nhiều. Này nó không cho. Thoát đi mới à, cái này là auto là tự động thì nó không có cái không chính à cái này là không chính được nữa. Trong mở dây điện rồi. Chiều sâu 19.9 mấy thì nó sẽ lên, nó sẽ quay đảo chiều lại. Nó về xong rồi. Thế là tự động. Rồi, là có xuống chiều sâu đủ 20 ly. Đúng rồi.
cho anh vào cái lục giác giác sáu ở đây vậy. Cho nó vặn ở đâu? Hồi này đang xếp cuối, cái này có cái này mà sản xuất ra công hàm mạt thì tiện rồi. Đủ chiều sâu là bắt đầu nó lại tự nó kéo lên đúng không? Nó nhấp 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 chiều. Nó đảo đẩy lên. Cái này nó mới cho gập được chứ nhỉ. Cái này nó mới cho gập ngược chính cái đó là chỉnh độ gục. Ok. Xin. Gục lên gục xuống. À cho như này này. Lên xuống đây. Lúc đó
thì mình phải gấp cho nó gấp để làm phần nào. Làm gì đây? Tập thể dục à? Chị em đưa cho mấy anh ở đây. Thank you.
tính được muốn chuyển đổi ví dụ được mấy trăm hoặc là bao nhiêu ấy thì vào tính cho nó đi nghe là vòng quay chuyển tính bước mọi người thì quan tâm mấy cái tính thôi không có cần nhiều cái này bắt buộc gì cũng nên gì thì không có lần bỏ qua. Cái nào còn dễ thôi. Đây cũng cần phải bơm dầu nhớ chưa? Bơm dầu vào máy á. Nó không có cái gì để mà bơm hết. Không có ấy hết. Chỉ điện. Chỉ có sau đó han đấy thì mình lấy cái thứ này mình tính toán mình tra cái thứ đấy vào để cho nó han thôi. Nó bôi trơn tiếp tục cái đó. Cái nó bò đấy. Cho nó. Cái này là nó bôi bằng nó bò. Mình quay đi quay lại cho nó đỡ. Cao trượt thì cho miếng mỡ bò có thể là à tuôn trong cái thau á nó có cái bê ủa sướng cái bê cần thêm thì liên hệ chuyên qua số điện thoại 0989821011.